Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Tinix Shop. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một sản phẩm mới đến từ nhà Greenit. Đây, thì đối với sản phẩm này nó sẽ vô cùng đặc biệt một chút. Thì thường đối với Greenit ấy, thì chúng ta sẽ biết đến nhiều hơn với các sản phẩm như là mặt nạ này hoặc là các dòng sản phẩm dưỡng da. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một sản phẩm vô cùng đặc biệt và dành riêng cho các anh em con trai. Đó chính là dung dịch vệ sinh nam, hay mình có thể gọi là gel vệ sinh vùng kín của nam. Thì như các bạn thấy, đây trên tay mình chính là một chai dung dịch vệ sinh Greenit. Thì đối với sản phẩm này, tất nhiên bản thân mình đã là một trong những người đầu tiên được trải nghiệm sản phẩm này khi mà nó mới cập bến Tinix Shop rồi. Và cái trải nghiệm của bản thân mình đối với sản phẩm này ấy, thật sự nó đem lại cho mình khá là nhiều cái trải nghiệm. Nó, nói nào nhỉ, nó một chút bỡ ngỡ và một chút làm cho bản thân mình cảm thấy hài lòng về cái trải nghiệm ban đầu của nó. Thì như các bạn đã biết rồi, chúng ta đã có một sản phẩm dung dịch vệ sinh nó vô cùng chất lượng, cũng đến từ Hàn Quốc, nó là sản phẩm Modak đúng không? Thì đối với sản phẩm đó ấy, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái ấn tượng rất là mạnh khi mà chúng ta sử dụng cũng như là trải nghiệm cái sản phẩm đó, về cái sự mát mẻ, về cái sự sạch sẽ, thoải mái, về cái sự sảng khoái. Nhưng mà một số người lại không quá thích cái sự mát mẻ đó. Họ cho cái sự trải nghiệm mát mẻ, mạnh mẽ đó nó gần như là đâu đó một cách nó hơi thô bạo một chút. Và bên cạnh đó thì cái giá thành để mà chúng ta sở hữu một sản phẩm đó nó cũng hơi chát một tí. Cho nên là đây chính là lý do tại sao mình làm clip giới thiệu cho các bạn sản phẩm Greenit dung dịch vệ sinh nam này. Thì đối với sản phẩm này chúng ta sẽ có giá thành mềm mại hơn rất là nhiều. Đó là một trong những cái ưu điểm đầu tiên. Vấn đề thứ hai đó chính là về cái việc sử dụng cũng như là cái trải nghiệm đối với sản phẩm này. Thì sản phẩm này nó vẫn sẽ đem lại cho chúng ta một trải nghiệm nó rất là thoải mái, nó rất là mát mẻ. Nhưng nó dừng lại ở ngưỡng gọi là dễ chịu và thoải mái thôi. Nó sẽ không quá mạnh bạo giống như cái dòng sản phẩm dung dịch vệ sinh Modak mà mình đã từng review rồi. Thì đối với sản phẩm này nó sẽ đem lại cho chúng ta một khả năng làm sạch rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, cái việc chúng ta sử dụng sản phẩm nào cũng sẽ được in rất là rõ, cực kỳ đầy đủ bằng tiếng Việt ở trên cái phần bao bì này. Thì đối với sản phẩm này ấy, khi mà mình trải nghiệm mình có đánh giá rất là tốt. Thứ nhất là giá thành vừa phải, thứ hai là cái trải nghiệm nó đem lại cho chúng ta cũng là một cái trải nghiệm rất là vừa phải, thoải mái và nhẹ nhàng. Đặc biệt đối với những bạn nào không quá thích cái mát lạnh và nó cảm giác nó hơi đông cứng một tí ấy, thì đây sẽ là một sản phẩm dành cho các bạn, nó đem lại cho chúng ta cái trải nghiệm rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Bên cạnh đó thì cái mình thích đối với sản phẩm này đó chính là nó sẽ đem lại cho làn da của chúng ta một cái độ mềm mại, độ ẩm nó rất là vừa phải, nó không bị quá khô, nó không bị quá ẩm. Tóm lại là khi mà sử dụng mình, bản thân mình cảm thấy khá là thoải mái và rất là thích. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần thiết kế của sản phẩm này. Thì như các bạn thấy, thiết kế của sản phẩm chúng ta sẽ có thiết kế vỏ hộp hình trụ. Bên cạnh đó thì cái tông màu chủ đạo của sản phẩm sẽ là tông màu xanh đậm. Và cái thiết kế của sản phẩm bên trong thì chúng ta sẽ có dạng tuýp như thế này. Và dung tích của nó sẽ là 80g. Thật ra thì đối với bản thân mình, cái dung tích này loại hơi khiêm tốn. Nhưng mà biết sao giờ, nó là một sản phẩm chất lượng cho nên là chúng ta không thể đòi hỏi quá cao được, kể cả về cái phần dung tích cũng như là về cái phần trải nghiệm, đúng không nào? Nó phải được một hoặc cả hai, rất là ít sản phẩm nào nó vừa được cả hai mà giá thành loại vừa phải, cho nên đây là một điều các bạn nên thông cảm một chút nhá. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy trên cái bao bì của sản phẩm chúng ta cũng sẽ in một số các cái nguyên liệu có chứa sản phẩm, thì đa phần theo như mình đọc ở đây thì hầu hết toàn là các thành phần tự nhiên. Bên cạnh đó thì các cái việc khử mùi cũng như là làm sạch hầu hết toàn là các thành phần tự nhiên, cho nên là các bạn cứ tin mình đi, sử dụng sản phẩm này không hề gặp một chút cái vấn đề nào về việc kích ứng này, dị ứng này, hoặc là đem lại bất kể cái ảnh hưởng xấu nào cho cái phần vùng kín của chúng ta. Cho nên là đây là một trong những sản phẩm mình khuyên các bạn nên sử dụng thử nếu các bạn đang chưa có thói quen sử dụng một dòng sản phẩm mà dung dịch vệ sinh nam, hoặc là các dòng sản phẩm dung dịch vệ sinh chuyên dành cho nam mà nó cao cấp một chút ấy. Thì đây sẽ là một sản phẩm mình khuyên các bạn nên bắt đầu bằng sản phẩm này, thì nó sẽ đem lại cho chúng ta một trải nghiệm rất là tốt và rất là thích. Tiếp theo thì về cái phần chất của sản phẩm bên trong, thì sản phẩm của chúng ta ở bên trong sẽ có dạng gel. Nói là dung dịch vệ sinh thì nó sẽ hơi sai một chút, thì các bạn có thể gọi đây là một sản phẩm gel vệ sinh vùng kín của nam cũng được. Ở đây thì chúng ta sẽ dùng rất là đơn giản thôi, nó có ghi đầy đủ cái cách dùng ở trên phần vỏ hộp này rồi. Đây mình sẽ đọc cho các bạn xem. Làm ướt cơ quan sinh dục ngoài, lấy một lượng ra tay thoa nhẹ lên cơ quan sinh dục khoảng tầm 20-30 giây rồi rửa sạch. Ngày dùng khoảng từ 1 cho đến 2 lần để chúng ta có thể giữ vệ sinh cái vùng kín một cách tốt nhất có thể. Thì thường đối với bản thân mình thì mình sẽ sử dụng vào buổi tối và buổi sáng, chứ mình đi làm mình tắm một lần, và buổi tối mình đi về mình cũng tắm một lần, thì đấy là hai cái lần mình sử dụng. Còn tùy từng người, chúng ta sẽ có cái giờ sinh hoạt và cái nhu cầu sinh hoạt khác nhau, thì chúng ta sẽ có thể có cái thời gian cũng như là cách sử dụng khác nhau. Về mùi hương của sản phẩm thì sản phẩm này sẽ có mùi hương nó hơi bạc hà một chút, thì đây cũng là một trong những cái mùi mà cá nhân mình đánh giá nó là một trong những cái mùi cơ bản, hết sức là cơ bản thôi. Bởi vì do là một sản phẩm có thành phần tự nhiên cho nên là những cái mùi bạc hà thì nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái trải nghiệm nó thoải mái nhất có thể. Tất nhiên là họ có thể chèn những cái mùi khác vào, nhưng mà
đối với những cái mùi khác khi mà chúng ta sử dụng để làm cái dung dịch vệ sinh ấy, nó lại không đem lại cho chúng ta cái cảm giác nó thoải mái, nó sạch sẽ giống như cái mùi bạc hà. Như các bạn đã biết rồi, trong sản phẩm chúng ta sẽ có chứa, như mình đọc ở đây, nó sẽ có chứa lô hội này, nó sẽ có chứa lá trà này, bên cạnh đó nó sẽ có chứa các cái tinh chất bạc hà, nó sẽ giúp chúng ta khử mùi này, cấp ẩm này, bên cạnh đó thì làm sạch cực kỳ tốt. Và đó là những cái review rất nhanh của mình về dung dịch vệ sinh nam Greenit, hoặc là các bạn có thể gọi là gel vệ sinh nam Greenit cũng được. Và nếu ở thời điểm hiện tại các bạn đang tìm một sản phẩm chuyên để vệ sinh vùng kín của nam ấy, thì và nó là sản phẩm cao cấp ấy, thì mình nghĩ các bạn nên bắt đầu bằng sản phẩm này. Còn tất nhiên nếu các bạn đã từng sử dụng sản phẩm này rồi, hoặc là các bạn cần mình review thêm tất cả các dòng sản phẩm gì liên quan đến cho nam ngoại trừ nước hoa ra, mình không chuyên nước hoa lắm, thì tất cả mọi sản phẩm mỹ phẩm và sáp vuốt tóc này, hầu hết những cái gì dành cho nam, thì các bạn hãy để lại dưới phần comment cho mình. Mình sẽ làm một số clip review về các dòng sản phẩm đó, cũng như là chúng ta có thể trao đổi sâu hơn về các dòng sản phẩm mà chúng ta có thể sử dụng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.